lực và liên Quang Thái trọng kính chào quý khán giả. Sau đây là một điểm tin và bình luận chiều ngày thứ hai, 27 tháng 7 năm 2020. Nhà đấu tranh dân quyền nổi tiếng và là cũng là dân biểu liên bang của Hoa Kỳ là ông John Lewis sáng hôm nay đã nằm trong một cuộc quan tài và làm một cuộc hành trình cuối cùng từ Alabama để tới trụ sở chính của Hạ viện Hoa Kỳ đặt tại thủ đô Washington nơi mà ông phục vụ tất cả là 34 năm ở trong cái nhiệm kỳ dân biểu liên bang của ông. Thưa quý vị, ông John Lewis mất ngày 17 tới tháng 7 vừa qua thọ 80 tuổi sau một thời gian dài chịu đựng bệnh ung thư. Tang lễ của ông đã được cử hành long trọng ngay tại trụ sở chính của Hạ viện Liên bang và dân chúng sẽ được dịp đến để mà nói cái lời từ biệt với một người anh hùng trong cái cuộc đấu tranh dân quyền cho nước Mỹ. Tuy nhiên, vì đại dịch Covid cho nên mọi người sẽ không được đi vào trong trụ sở của Hạ viện mà chỉ bày tỏ các lòng thương tiếc ở bên bên ngoài mà thôi. Phát biểu sáng hôm nay tại buổi lễ, thì Chủ tịch Hạ viện là bà dân biểu Nancy Pelosi nói rằng ông John Lewis là người đã hy sinh cả cuộc đời để đấu tranh cho lẽ phải. Và bản thân ông hiểu hơn ai hết rằng để có một tương lai tốt đẹp hơn thì Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ cần phải nhìn nhận quá khứ. Trong khi đó thì nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa cầm đầu phê điều đa số tại Hạ Viện là ông Mitch McConnell nói rằng ông John Lewis là một người hùng mà Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ rất cần thiết. Ngày hôm qua, Chủ nhật, thì thưa quý khán giả, cố quan tài chở thi hài của ông John Lewis đã được đặt trên một chiếc xe ngựa do một người nài Mỹ gốc Phi Châu cầm cương và phía sau là gia đình của ông. À, cái cố quan tài và đoàn người đã đi ngang qua một cây cầu lịch sử đó là cây cầu Edmund Peters Bridge tại thị trấn Selma ở Alabama. Nơi đây vào ngày mùng 7 tháng 3 năm 1965 thì ông John Lewis cùng với mà mục sư Martin Luther King cùng và 600 người nữa đã đi bộ ngang qua cây cầu trong một cuộc biểu tình ôn hòa để nhằm mục đích đòi hỏi công lý và dân quyền cho người Mỹ gốc Phi Châu. Cảnh sát thì địa phương lúc đó đã sử dụng ngựa và đàn áp cái đoàn biểu tình khiến cho 40 người bị thương. Và bản thân ông John Lewis thì bị một cái roi đánh vào trong óc khiến cho ông bị nứt xương sọ. Thưa quý khán giả, cái sự ra đi của ông John Lewis là một cái điều tiếc thương của người Mỹ nói chung và của cộng đồng các sắc tộc da màu và đặc biệt là của cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu da đen bởi vì cả cuộc đời ông cũng như mục sư Martin Luther King đã tranh đấu để xã hội Mỹ có được ngày hôm nay, có được dân quyền, có được quyền bình đẳng trong bầu cử và nhiều quyền khác nữa. Ông sẽ nằm xuống vĩnh viễn tại quê nhà vào ngày thứ năm tuần tới. Thưa quý vị, đó là lý do tại sao mà ngày hôm nay chúng tôi chọn cái đề tài của một bình luận là John Lewis. <laughs> Ông John Lewis đã có rất nhiều bài diễn văn kể từ khi ông tham dự cái phong trào đấu tranh bất bờ đồng của mục sư Martin Luther King. Ông đã có những lời phát biểu hết sức đanh thép và đầy thuyết phục đối với người dân Mỹ thời thập niên 1960. Ông từng nói rằng, hãy ôm ấp tình yêu thương, ôm ấp hòa bình trong trái tim và hãy ý thức rằng cuộc chiến của cái thiện chống cái ác đã chiến thắng. Hãy khôn khéo trong lúc phải đối đầu và thi khi thời cơ đến, đừng sợ hãi và hãy lên tiếng thật cương quyết chống lại những bất công. Thưa quý vị, ông sinh vào ngày 21 tây tháng 2 năm 1940 cho một cái gia đình nông dân ở phía nam của cái thị trấn tên là Troy thuộc tiểu bang Alabama. Cái lúc ông sinh ra đời thì toàn nước Mỹ lúc đó đang áp dụng một cái bộ luật tên là Jim Crow. Chúng tôi sẽ nói về bộ luật chi tiết sau. Thưa quý vị, lúc mà học xong trung học và lớn lên thì ông đã mang cái ước mơ là được học tại Troy University. Ông đã nộp đơn vào đại học này. Nhưng mà rất tiếc là lúc đó đại học tất cả sinh viên đều là người da trắng. Cho nên hậu quả của cái chiếc sách kỳ thị chủng tộc lúc bây giờ là ông John Lewis đã bị trường từ chối sau đó thì ông lớn lên và ông được biết cái phong trào vận động của mục sư martin luther king ông đã gửi một cái thư cho ông martin luther king và hai bên đã gặp nhau thì chính ông martin luther king đã trở thành một cái biểu tượng mà ông john lewis xem như là cái người mẫu mực mà ông cần theo đuổi thì thưa quý vị, qua những lần trao đổi như vậy thì chính mục sư Martin Luther King đã nói với ông rằng thôi từ bỏ cái giấc mộng trở thành một sinh viên của Troy University đi. Đó là lý do tại sao mà ông quay về với gia đình của ông tại Alabama và ông đã bắt đầu nộp đơn để xin trở thành một cái người theo học tại một cái trung viện tin lành và ông tốt nghiệp uh, bằng cử nhân về khoa chính trị học và về triết học. Thưa quý khán giả, lúc đó thì um, bố mẹ của ông John Lewis rất lo sợ là bởi vì nếu mà ông tiếp tục đối đầu với cái đạo luật uh, Jim Crow đó thì trước sau gì ông cũng có thể bị bắt, thậm chí là ông có thể bị giết chết. Nhưng mà ông cương quyết cái con đường tranh đấu của ông. Năm 1961 thì ông với 12 người bạn nữa được đặt tên lúc đó là Freedom Riders Ở trong đó có tổng cộng là 7 người da trắng và 6 người da đen. Họ đã cương quyết chống lại một cái luật được quy định rằng hành khách da đen khi lên xe bus thì phải ngồi phía sau, hành khách da trắng, hành khách da trắng được ngồi phía trước. Cả ba người này đã vào tháng 5 năm 1961 đã bị một cái đám đông tấn công một cách thô bạo và khiến cho ông John Lewis đã bị thương và thứ quý vị ông bị thương rất là nặng là đằng khác. Ngày hôm đó được xem như là một ngày bloody day là một cái ngày đổ máu của cái nhóm 13 người này tại một cái địa điểm có tên là Rock Hill ở phía nam của Carolina. Lúc đó thì cái đạo luật Jim Crow được áp dụng hầu hết tại các tiểu bang của nước Mỹ. thì khi 13 người mà gọi là Freedom Riders này đi cổ võ cho chuyện đó thì họ tiếp tục bị đánh đập và có một vài người trong cái nhóm 13 người này lo sợ và chán nản cho nên bỏ cuộc. riêng ông uh, John Lewis ông tiếp tục cái con đường đấu tranh của ông nhưng mà có một cái cuộc hội ngộ rất lý thú vào năm 2009. Tức là trong một cái lần gặp gỡ ở bên uh, tiểu bang Alabama đó thì tình cờ ông gặp lại chính cái người da trắng mà ngày xưa đã đánh ông bị thương năm 1961 tại North Carolina. Cái người đó tên là Elwin Winson Người Elwin Winston này đến gặp ông uh, John Lewis thì thay vì bày tỏ một thái độ hận thù, chính ông John Lewis là người đã chìa bàn tay ra trước, bắt tay người đã đánh mình và nói với ông Elwin Winson rằng tôi chỉ mong anh có một cái lời xin lỗi tôi thôi. Thì thưa quý vị, ông Elwin Winson lúc đó đến ôm ông John Lewis và nói rằng chính cái việc mà nước Mỹ bầu ông Barack Obama lên làm tổng thống người Mỹ gốc phi châu đầu tiên đã làm thay đổi cái tâm lý của ông Elwin Wilson đối với cộng đồng người da đen trên nước Mỹ và đã thúc đẩy ông khuyến khích ông đến tìm tận nơi gặp ông uh, John Lewis để bày tỏ một cái sự ân hận vì cái thái độ mà đã từng xảy ra 1961 hai người đã hòa giải với nhau và ông John Lewis nói như thế này Elwin Wilson is very nice gentleman đó là một người hết sức là dễ thương phải không và Tôi nghĩ rằng phải là một người có can đảm lắm thì mới dám đến để nói một cái lời xin lỗi như vậy đối với tôi. Và chúng tôi đã khép lại một cái vết thương của cái khóa khứ năm 1961. Năm 1963, cái lúc mà John Lewis mới có 23 tuổi thôi, thì ông đã trở thành chủ tịch của cái phong trào sinh viên có tên là Student Nonviolent Coordinating Committee. Và chính ông đã trở thành được mô tả là một trong Big Six, tức là một trong sáu người mà đã cùng với mặt, uh, mục sư Martin Luther King tổ chức một cuộc tuần hành vĩ đại ngay tại thủ đô Washington DC. Trong cuộc tuần hành đó, thì mục sư Martin Luther King đã đọc một cái bài diễn văn lịch sử I have a dream. Ông uh, Luther King có một ước mơ rằng sau này con ông và những bạn bè của con ông lớn lên sẽ không bị người ta phán xét bởi cái màu da của chúng mà hãy nhìn chúng như là những con người thì thưa quý vị ông john lewis đã tham dự cái cuộc tuần hành đó và chính ông có một cái bài diễn văn rất là cảm động ông nói như thế này we are tired chúng ta đã quá mệt mỏi rồi chúng ta mệt mỏi vì cái sự um, cảnh sát đã đánh đập chúng ta chúng ta mệt mỏi bởi vì thấy rằng đồng bào người mỹ gốc phi châu của chúng ta đã bị tù đầy nhiều lần chỉ vì cái màu da của họ người ta kêu gọi chúng ta kiên nhẫn. Chúng ta đã kiên nhẫn nhưng mà câu hỏi là chúng ta kiên nhẫn tới bao giờ? Chúng ta muốn tự do và chúng ta muốn tự do ngay bây giờ. Đó là cái bài diễn văn của ông John Lewis đọc tại thủ đô Washington vào năm 1963. Thì năm 1965 như chúng tôi nói lúc nãy đó, là ông cùng lúc đó ông 25 tuổi ông đã cùng một cái đoàn người nó đi ngang qua cái cây cầu Edmund Peters Bridge tại Selma, Alabama, nơi mà ngày hôm qua thì dân chúng tại địa phương, một cái đoàn cảnh sát ngay tại Selma, Alabama đứng nghiêm chào ông và một đội quân danh dự của quân lực Hoa Kỳ gồm có hải quân, lục quân và không quân đã nâng quan tài của ông để đưa vào một cái ngôi nhà thờ của gia đình ông làm lễ. Cây cầu mà Edmund Speeders Bridge này đang được bàn luận là sẽ đổi thành tên là cây cầu John Lewis. Thưa quý vị, vào tháng ngày mùng 4 tháng 4 năm 1968 thì lúc đó ông John Lewis đang cùng với nghị sĩ dân chủ là ông Bobby Kennedy đi vận động tại um, uh, tiểu bang uh, uh, Kentucky uh, xin lỗi quý vị tại tiểu bang Indianapolis khi ông được tin là ông Martin Luther King bị ám sát chết, ông đã khóc và ông nói rằng có một sự tan vỡ trong cõi lòng ông khi mà một người mà ông thần tượng là Martin Luther King đã chết uh, trong cái bối cảnh mà người da đen vẫn còn tiếp tục đấu tranh cho dân quyền tại nước Mỹ. Năm 1986, ông John Lewis đã ứng cử và được đắc cử dân biểu liên bang tại Georgia và ông giữ chức dân biểu liên bang cho tới ngày ông mất, tức là ngày 17 tới tháng 7 vừa qua. Ông cũng đã trở lại cái cây cầu tại Alabama một lần vào năm 2015, lúc đó ông đi về với Tổng thống Barack Obama. Và thưa quý vị, khi mà Tổng thống Donald Trump ra tranh cử và sau đó trở thành Tổng thống, thì ông John Lewis đã bày tỏ cái thái độ chống đối Tổng thống Trump ông nói rằng Tổng thống Trump không phải là một Tổng thống hợp pháp vì lý do là cái cuộc bầu cử năm 2016 có sự can dự của tình báo Nga dẫn đến kết quả là ứng cử viên Donald Trump thắng ứng cử viên Clinton. Ông nói một câu thế này, khi chúng ta thấy một cái điều gì đó không đúng, khi chúng ta thấy một cái điều gì đó không công bằng, thì chúng ta phải lớn tiếng tố cáo nó, chúng ta phải làm một cái điều gì đó và chúng ta nhất quyết làm để đạt cái mục tiêu chống tất cả sự không công bằng xảy ra xung quanh chúng ta. Lúc này chúng tôi có nhắc tới cái đạo luật Jim Crow. Đạo luật Jim Crow này được ký vào năm 1877 và chỉ chấm dứt sau năm 1960 thôi. Thưa quý vị, ông John Lewis sinh năm 1940, tức là lúc đó cái đạo luật Jim Crow này vẫn được áp dụng trên toàn nước Mỹ cái bối cảnh ra đời của đạo luật Jim Crow bởi vì lúc đó cái cộng đồng người mỹ da trắng họ quan niệm rằng và nhất là những người theo thiền chúa giáo quan niệm rằng thượng đế đã chọn người da trắng và thượng đế đã để lại một cái lời nguyền truyền kiếp cho người da đen là họ phải là công dân thứ hai và nhiệm vụ của họ là phải phục vụ người da trắng đó là cái văn bản của đạo luật Jim Crow tất cả báo chí lúc bây giờ thì nước Mỹ đều nguyên rủa người da đen là những kẻ đen tối. Thậm chí ngay trong các trò chơi của con nít da trắng đó, họ cũng mô tả học sinh da đen là một loại vật thấp kém. Cái giờ Jim Crow này nó rất là nhiều chi tiết nhưng mà chúng tôi xin tóm tắt một vài chi tiết sau đây mà thôi. Trước hết là tất cả những người đàn ông da trắng không được phép chia tay ra để bắt tay với một người đàn ông da đen người da đen trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được ăn chung mâm với người da trắng và nếu tình cờ đi vào một cái nơi ăn mà không có một cái khoảng cách ở giữa đó thì bắt buộc phải để lúc đó đã có giãn cách xã hội rồi không phải vì con coronavirus mà giữa màu da trắng và màu da đen và cái người waiter trong cái khu vực buôn bán đó bắt buộc phải phục vụ thức ăn cho người da trắng trước và người da đen sau. Trong cách xưng hô, thì người da trắng lúc nào cũng phải gọi người da đen bằng một ngôn ngữ hết sức kính trọng. Mr, Mrs, Sir and Madam. Và không bao giờ được sức láo gọi người da trắng bằng trống trống bằng cái uh, first name của họ cả. Ngoài ra, thì khi mà một người da đen thấy một người da trắng đưa một điếu thuốc lá lên môi thì bốn phần người da đen phải tiến tới bật lửa cho người da trắng đó hút. Người da đen khi mà đi trên xe hơi và đi trên xe bus thì phải ngồi phía sau không được ngồi phía trước cho nên mới xảy ra cái phong trào của bà, bà Rose Park là người phụ nữ da đen đầu tiên đã cưỡng lại cái lệnh đó bà nhất quyết bước lên phía trên ngồi cạnh tài xế chiếc xe bus bà đã bị đánh bị bắt và khởi phát ra một cái phong trào đấu tranh bất bạo động dẫn tới cái chuyện nhân quyền mà ngày hôm nay và dân quyền mà chúng ta được hưởng. Thưa quý vị, người da đen trong cái giai đoạn của luật Jim Crow đó không bao giờ được làm mất mặt người da trắng, cho dù người da trắng đó có dối trá chăng nữa. Người da đen không được phê bình người da trắng và người da đen không được chôn cất chung một cái nghĩa trang mà nghĩa trang đó đã được chôn một người da trắng. Về trường học, và về giáo dục thì trường da đen riêng và trường da trắng riêng không được học lẫn lộn. Trong quân đội thì đơn vị da trắng và đơn vị da đen riêng rẽ không có được chung một đơn vị với nhau. Riêng tất cả những đơn vị da đen thì người chỉ huy phải là một người sĩ quan da trắng, không thể là một người da đen được. Thì thưa quý khán giả, do cái cuộc đấu tranh của mục sư Martin Luther King, của ông John Lewis và của nhiều người nữa trong phong trào đấu tranh dân quyền, cho đến năm 1964, Tổng thống Lyndon Johnson đã ký một cái đạo luật là Civil Rights Act, tức là cái đạo luật về dân quyền, để xóa bỏ cái sự bất công giữa hai cái sắc tộc trắng và đen tại nước Mỹ. Ngoài ra, ông cũng xóa bỏ luôn cái đạo luật Jim Crow. Và năm 1965, thì cái đạo luật mọi người được đối xử ngang bằng nhau khi đi bỏ phiếu. Luật đó tên là Voting Rights Act đã được ban hành tại nước Mỹ. Tức là năm 1965, à, chúng ta so sánh về mặt thời gian á, thì lúc đó là hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đổ bộ lên Đà Nẵng để tham dự một cuộc chiến tranh Việt Nam. Thì lúc đó tại nước Mỹ mới có một cái đạo luật cho phép người da đen được bình đẳng trong cuộc bỏ phiếu với người da trắng. Cuộc đấu tranh dân quyền của Martin Luther King, của John Lewis và của rất nhiều người nữa trong phong trào người da màu đấu tranh tại Hoa Kỳ đã đạt được những thành quả nhất định. Chính vì lý do đó, cho nên ngày hôm nay chúng ta có luật dân quyền, chúng ta có luật bầu cử bình đẳng. Và tất cả những cộng đồng da màu nhập cư sau này, từ cộng đồng Nhật Bản, Triều Tiên, Philippines, Trung Quốc, Lào, Cambodia, Việt Nam, vân vân chúng ta mới được hưởng một cái xã hội Hoa Kỳ như ngày hôm nay. Dĩ nhiên, trong lòng của cái xã hội Hoa Kỳ này, người ta vẫn có thái độ lời nói, ánh mắt bày tỏ một sự kỳ thị. Nhưng mà trên mặt luật pháp là equal opportunity, mọi cơ hội đồng đều nhau và không ai được có quyền bày tỏ bất kỳ một lời nói, một hành động nào mà cho người khác thấy rằng đó là một lời nói và hành động mang cái tính kỳ thị chủng tộc. Cái kết quả đó ngày hôm nay là do nước mắt, mồ hôi và thậm chí cả máu nữa của những người như Martin Luther King, những người như John Lewis. Nếu không có những cái phong trào đấu tranh dân quyền của cái thời thập niên 40 rồi sau đó, 60, 65 cho tới bây giờ đó, nước Mỹ đã không bầu lên một ông tổng thống Mỹ gốc Phi châu là ông Barack Obama. Nước Mỹ sẽ không có một ông chủ tịch hội đồng tham mưu liên quân là ông uh Colin Powell và chính ông Colin Powell đã trở thành một người ngoại trưởng của nước Mỹ. Không có những phong trào dân quyền đó thì ngày hôm nay chúng ta sẽ không thấy những giảng sư đại học lấy lần của nhiều đại học tại nước Mỹ này là người Mỹ gốc Phi Châu, người Mỹ gốc Việt, người Mỹ gốc Lào, vân vân của những sắc tộc gọi là thiểu số. Chúng ta sẽ không có ông uh, thống đốc của tiểu bang Hawaii là người Nhật Bản chúng ta không có những tướng lãnh trong quân đội Mỹ mà xuất thân từ cộng đồng tiền Việt Nam. Tôi được thí dụ như là tướng Lương Xuân Việt là người chỉ huy một cái uh, lữ đoàn để dù khét tiếng của quân đội Hoa Kỳ và nhiều vị sĩ quan khác nữa, Mỹ gốc Việt đã lên tới hàng cấp tướng. Tất cả những cuộc đấu tranh đó, đã kết quả như ngày hôm nay và chính bản thân của ông John Lewis cũng đã trở thành một dân biểu liên bang trong 34 năm đó là kết quả cuộc đấu tranh của phong trào dân quyền chúng ta nhìn một cái cảnh mà ngày hôm qua khi mà cái dàn cảnh sát tại Alabama đứng nghiêm chào khi mà quan tài của ông John Lewis đi qua chúng ta mới thấy rằng so sánh hai giai đoạn lịch sử năm 1965 ông John Lewis và bạn bè của ông trong phong trào đấu tranh bất bạo động đã bị cái lực lượng cảnh sát tại Alabama dùng ngựa đàn áp và cảnh sát đã đánh một cái dùi cui vào trong đầu ông john lewis khiến ông bị nứt sọ mà ngày hôm qua cũng cái đội ngũ cảnh sát không phải là những ngày ngày xưa nhưng mà của cái đơn vị cảnh sát đó thuộc alabama nhiều sắc, sắc dân khác nhau da trắng da màu đã đứng nghiêm chào quan tài của ông john lewis cái sự thay đổi nó lớn lắm nó lớn kinh khủng và chúng ta nhìn cái đội quân danh dự của quân lực hoa kỳ không quân hải quân bộ binh nâng quan tài ông lên đưa vào trong uh, cái nơi để cho gia đình ông làm lễ và sáng ngày hôm nay cũng chính một cái đội quân như thế tại washington dc khiêng quan tài của ông để đưa vào đặt ngay tại cái trụ sở chính của quốc hội liên bang hoa kỳ chúng ta mới thấy cuộc đấu tranh của những người cha đẻ có phong trào đấu tranh dân quyền ở nước mỹ đã đạt được những kết quả hết sức là cụ thể hết sức là xứng đáng để chúng ta ca ngợi xã hội mỹ có nhiều sự bất toàn cái điều đó không ai phủ nhận được và nó sẽ còn tiếp tục có những sự bất toàn nữa nhưng mà chúng ta phải có một niềm tin và chúng ta phải khẳng định rằng xã hội mỹ này nó vĩ đại ở cái chỗ nó có khả năng để mà thích hợp với cái tình thế để một ngày một hoàn thiện hơn cái vĩ đại của xã hội mỹ là biết nhận lỗi với quá khứ chúng tôi đọc cái câu chuyện của ông bob kerry là một ông mà đã từng uh, tham dự cuộc chiến tranh Việt Nam ở uh, cấp bậc trung úy chỉ huy một cái toán quân nhỏ của cái lực lượng người là đặc biệt đấy. thì khi mà đơn vị của ông lục soát một cái làng ở miền tây Việt Nam và trong lúc mà hai bên đang giao tranh như vậy thì có một vài thường dân Việt Nam chạy ra khỏi ngôi làng đó thì binh lính của ông Bob Kerry nghĩ rằng đó là việc cộng cho nên đã bắn chết đâu mười mấy người con số chính xác tôi không nhớ nhưng mà khoảng trên 10 người giao gần đây cái đây chừng được 3 năm Ông Bob Kerry đã được uh, chỉ định làm viên trưởng viện đại học Fulbright từ Việt Nam, tức là một cái viện đại học nhằm giúp đỡ cho cái nền giáo dục từ Việt Nam. Nhưng mà đó là một chức vụ cần phải đưa ra trước thượng viện để được các vị thượng nghị sĩ xem xét và phê chuẩn. Thì ông Bob Kerry đã viết một cái thư như thế này cho các vị dân cử ở Hoa Kỳ. Tôi xin các vị đừng có người nào lên tiếng bênh vực cho cái lỗi lầm của tôi khi mà tôi chỉ huy một đơn vị như thế trong cuộc chiến tranh Việt Nam cái vết thương mà lính của chúng tôi đã bắn lầm một số thường dân Việt Nam đó nó đeo đẳng suốt cuộc đời tôi và tôi muốn đối diện với cái cái lỗi lầm đó của tôi xin đừng có người nào bên vực tôi khi tôi ra điều trần để chuẩn bị nhận chức vụ viện trưởng viện đại học Fulbright từ Việt Nam cả xã hội Mỹ nó họ có những cái khả năng để mà nhận lỗi lầm và điều chỉnh một cách tuyệt vời như vậy cho nên nước Mỹ xưa tới giờ luôn luôn vĩ đại dưới cái gặp mắt của rất nhiều người và cặp mắt của cá nhân tôi khác hẳn với những chế độ độc tài. Stalin giết mấy chục triệu người dân Liên Xô, Mao Trạch Đông giết mấy chục triệu dân Trung Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam trong cải cách ruộng đất trong Tết Mậu Thân và sau những đợt gọi là tập trung cải tạo dân miền Nam sau này có biết bao nhiêu người đã chết oan vì chính sách của Đảng Cộng sản mà chưa bao giờ những chế độ độc tài đã dám lên tiếng nhìn nhận cái lỗi lầm đó của quá khứ mà khi không sòng phẳng với quá khứ không nhận lỗi lầm thì cái dân tộc nó chưa thể hàn gắn vết thương được nước mỹ quay trở lại với nước mỹ vĩ đại chúng ta thấy rằng cái xã hội mỹ bây giờ nó đang có rất nhiều sự bất toàn nhìn những cuộc bạo loạn tại portland tại seattle tại chicago tại los angeles trong những đêm vừa qua không có một người nào cảm thấy yên tâm là cái xã hội nó an toàn được khi mà những cuộc bạo động như vậy tiếp tục. Người ta đang nghiên danh phong trào Black Lives Matter phải xác định rằng phong trào đã khởi đầu bằng một cái thiện ý là muốn đấu tranh một cách bất bạo động để đòi công lý cho những người mà đã chết một cách oan đồn vì bạo lực của cảnh sát. Họ đòi cảnh sát phải có sự uh, sửa đổi, có sự cải thiện lại. Nhưng mà phong trào đó đã bị một số kẻ len lỏi, truyền hướng và lợi dụng phong trào dẫn tới bạo động dẫn tới đốt phá, dẫn tới hôi cổ của, của dân chúng. Và bây giờ trong mắt của người dân Hoa Kỳ và của thế giới nữa, người ta thấy cái phong trào Black Lives Matter như là một cái vấn nạn lớn của xã hội Mỹ. Nhìn những thành phố bị đập phá, đụng độ với cảnh sát và cũng có nhiều người cảnh sát đã chết trong tay của những người bạo động như vậy. Chúng ta thấy rằng không thể chấp nhận được cái tình trạng xã hội như thế. Nhưng mà những cuộc đấu tranh vì dân quyền của, của mục sư Martin Luther King, của ông John Lewis, vẫn chủ trương rằng bất bạo động, chúng tôi tin một cách chắc chắn là hai ông còn sống, thì hai ông cũng sẽ phải lên án tất cả những kẻ giờ phút này đang lợi dụng phong trào Black Lives Matter để truyền hướng cái cuộc đấu tranh bất bạo động ôn hòa của một cái suốt đông người Mỹ muốn cải thiện hơn cái đất nước này đi về một hướng khác. Thành thử ra chúng ta phải lên án tất cả những hành vi bạo lực đó. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta đánh đồng những cái hành vi đốt phá hôi của bạo động đó là cái đám đông của những người khởi đầu những phong trào đấu tranh ôn hòa tại nước Mỹ. Hai cái nó khác biệt hẳn nhau. Rồi xã hội Mỹ sẽ điều chỉnh. Chúng ta tin cái điều đó. Bởi vì tôi sẽ nhắc lại là xã hội Mỹ mà không điều chỉnh đó thì không có một ông Barack Obama lên làm tổng thống. Không có một ông Colin Powell lên làm chủ tịch hội đồng liên quân của Hoa Kỳ không có những ông Việt Nam mà lúc nhập cư vào đây là một cậu bé 8 9 tuổi thôi mà bây giờ trở thành tướng lãnh trong quân đội Hoa Kỳ. Chúng ta không thể nào có một thẩm phán Phan Quang Tuệ là thẩm phán liên bang đầu tiên ngồi tại cái tòa trên San Francisco. Và chúng ta có rất nhiều những khoa học gia, những bác sĩ giờ phút này mới được cái cộng đồng bản xứ đây họ dành cho một sự kính trọng. Phong trào đấu tranh dân quyền của Martin Luther King của john lewis quá tình đã để lại những dấu ấn rất quan trọng lịch sử hoa kỳ và tất cả những phong trào sau này như hiện nay đang xảy ra nó có những cái quá đà nó có những cái không thể chấp nhận được nhưng mà xã hội mỹ luật pháp của hoa kỳ sẽ từ từ phải điều chỉnh cái sự bất toàn đó để nước mỹ luôn luôn là một đất nước vĩ đại chúng tôi xin nhắc lại cái câu nói này của ông john lewis để làm câu kết luận cho cái Bài bình luận ngày hôm nay Mỗi người trong chúng ta Bất kỳ lúc nào thấy một cái điều gì đó không đúng Một cái điều gì đó không công bằng Chúng ta cần Phải lên tiếng chống lại nó Một cái cương quyết Và cương quyết tố cáo nó Và phải dứt khoát có thái độ Chống lại cái đó Thì đó là cái điều Mà những người như Martin Luther King John Lewis Apple Từ lúc sinh thời Cho lúc nhắm mắt cuối cùng chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong mục điểm tin sáng ngày mai